Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách gấp thuyền giấy. Các bạn cùng xem mình gấp nhé. Thì chúng ta chuẩn bị một tờ giấy hình vuông. Mình đã gấp xong một loại thuyền và bây giờ mình xin gấp loại thuyền thứ hai. Và như vậy mình đã hoàn thành xong hai kiểu ở chiếc thuyền với hai kiểu khác nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công.